Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay em chia sẻ cho các bác những mẫu TV 32 inch của các thương hiệu như của Sony, Panasonic, LG hay TCL. 32 inch cũng là một trong những phân khúc TV được nhiều các bác quan tâm trong cái dịp thần gần đây. Ngoài các mẫu TV cỡ lớn như là 65 inch, 75 inch hay 85 inch thì chúng ta có những dòng TV phân khúc nhỏ hơn đó là 32 inch để chúng ta có thể kê trong phòng ngủ hoặc là chúng ta treo trên tường để trong các khu nhà bếp cũng rất chỉ là hợp lý với những cái nhu cầu giải trí bình thường cũng không cần phải quá là sắc nét hay là quá là cầu kỳ cao cấp giống như các dòng tivi phòng khách một trong những dòng tivi mà bên em có mặt ở tại siêu thị điện máy ở đây những cái mẫu tivi phòng nhỏ ví dụ như con Tcell 32 ở ngay đây con này thì được xếp ngay cạnh một chiếc tivi 75 inch rất chỉ là to thì các bác có thể hình dung ra được cái kích cỡ của to còn ba inch nó nhỏ như thế nào? Ba anh thì chúng ta thường thường xuất hiện ở những trong những phòng ngủ là chính. Vì à, phòng ngủ thì chúng ta chỉ cần nhu cầu giải trí bình thường thôi. Và giá thành của những dòng tivi này thì cũng hợp lý so với các dòng tivi khác và chất lượng của nó thì chỉ là chất lượng HD trở lên mà thôi. Tuy nhiên nó cũng có đầy đủ các nhu cầu giải trí các bác nhé. Ví dụ như ở à, con đầu tiên là con TV TCL. TCL của à, 30 anh có con L32S 5200 Con này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 5 triệu 090 nghìn 5 triệu 090 nghìn cho phân khúc 30 anh của TCL Con này thì thiết kế khá chỉ là đơn giản Thiết kế của nó là khung viền của nó cũng khung viền khá chỉ là dày các bác nhá, Khung viền khá chỉ là dày Và dòng này thì có chạy hệ điều hành là Android 9 Và đi kèm với nó sẽ có thêm cả điều khiển giọng nói nữa Rất chỉ là thông minh các dòng cao cấp khác từ 43 inch thì các bác sẽ quen thuộc với tìm kiếm giọng nói rồi. Tuy nhiên từ 32 inch những cái mẫu năm nay 2021 các thương hiệu đã tích hợp sẵn cái tìm kiếm giọng nói lên các tivi này rồi. Đây còn ba inch này, viền nó khá chi là dày các bác nhé. Có tìm kiếm giọng nói bảo hành điện tử của TCL là 3 năm tại nhà và được đổi mới trong 30 ngày đầu nếu mà tivi gặp nối với nhà sản xuất. Với thiết kế khá chi là đẹp ở đằng sắp sau lưng nó cũng là một dòng tivi đèn nét thôi chất lượng là chất lượng HD có đầy đủ các nhu cầu giải trí như là Netflix này, YouTube này à, chủ yếu là chúng ta dùng YouTube là chính để giải trí và các bác có thể cắm được anten để xem các truyền hình số mặt đất dvb 2 hoặc là chúng ta có thể xem qua các ứng dụng như là Netflix hay là Clip TV để chúng ta xem các nhu cầu giải trí thôi bác nhé. Các bác có thể tải thêm các ứng dụng khác được về các dòng này đây là con đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho mọi người là con 32 inch của Tcell giá 5 triệu 090 Và ngay bên cạnh nó là dòng TV của Balasolic mọi người nhé Các bác có thể phân biệt được ngay hai dòng này Balasolic thì một trong những đặc thù của TV Kể cả những cái dòng TV to hơn 43 hay là 50, 55 Thì Balasolic luôn được thiết kế rất là đẹp Ngay cả con 32 inch trước mặt các bác đây Thiết kế của con này được thiết kế full viền mọi người nhé Full viền ba cạnh hai cạnh hai bên và một cạnh trên cùng nó không giống như dòng TCL mà các viền của nó nó khá chỉ là dày thế cái viền này các bác được tràn viền ra bên ngoài như thế này Đó. cái viền đen đen này là viền màn hình các bác nhé còn đâu là khung viền của nó là khung viền kim loại nó phung là kim kim loại luôn không phải khung kim nhựa không phải khung nhựa nữa và đằng sau lưng thì nó thiết kế khá là tương đồng so với con TV của TCL khá là tương đồng các bác nhé dòng này thì bên em đang bán với giá là 6 triệu 590 6 triệu 590 cho phân khúc cho phân khúc 32 inch của Panasonic các bác nhá. Con này thì có có chạy hệ điều hành là Android 9 giống như con TCL và có chất lượng màn hình là HD+ các bác nhá. HD+ nó sẽ là màn hình xem sắc nét hơn và sáng hơn so với màn hình của TCL Đi kèm với nó có con này có cũng có điều khiển thông minh tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt các bác nhá. Chức năng là giống nhau. Hơn một chức năng nữa nó là con này có kết nối Bluetooth với các thiết bị ngoại vi loa bên ngoài rất chỉ là thông minh và được thiết kế full viền màn hình đẹp hơn rất là nhiều so với TCL do đó là giá thành của nó thì nó cũng đã nhỉnh hơn một chút là 6 triệu 590 các bác nhé để sở hữu được dòng này thì cũng em thấy cũng khá chỉ là hợp lý khi mà chúng ta có nhu cầu thẩm mỹ cao để mình có thể kê vào trong phòng ngủ với thiết kế đẹp Tiếp đến là em sẽ cập nhật cho các bác dòng tivi của LG. LG đây. Đây là con tivi của LG, em sẽ lấy điều khiển để bật lên cho các bác xem nhé Đây là con tivi LG được thiết kế khá chỉ là đơn giản. Với cái khung viền của nó thì em đánh giá nó cũng khá là tương đồng so với của TCL. Tuy nhiên thì nó được làm sáng hơn và mịn hơn, được thẩm mỹ độ thẩm mỹ nó cao hơn. Tuy nhiên độ dày của nó thì khoảng khá chỉ là dày đấy Chạy hệ điều hành là WebOS 4.5 thôi web 4.5 thôi bây giờ là có web web 56 chấm trong con này thì vẫn là web web 4.5 và thiết kế phần nồi khá chi là dày chất lượng của nó chỉ là chất lượng HD mà thôi chất lượng HD giống như TCL giá thành của con này cũng khá chi là cao quá nhá 6 triệu 890 6890 và đi kèm với nó thì cũng là chạy hệ điều hành web web có dòng Smart TV rồi cũng là Smart TV thì các bác có thể tải thêm được các ứng dụng khác Ví dụ như ở đây nó có sẵn Netflix này, mytv, My TV, YouTube này, các thứ này mình có thể vào uh, ứng dụng của LG Store để chúng ta có thể cài đặt được các thêm các ứng dụng khác, cũng rất chi là hợp lý. Tuy nhiên thì với cái giá thành của LG em thấy nó cũng khá như là cao mà cái phần thẩm mỹ của nó cũng không được chi là đẹp như con của Panasonic. Nếu mà so sánh hai con này thì chúng ta nên lấy con của Panasonic hơn. Em là đánh giá như vậy. Chất lượng màn hình tốt và tìm kiếm giọng nói ok dòng này thì LG thì không có tìm kiếm giọng nói các bác nhé chất lượng của nó cũng không không bằng Panasonic và giá thành của nó cũng ngang ngửa cũng còn hơn cả Bala rồi em sẽ cập nhật model cuối cùng của bác nhé đây là một chiếc TV 32 inch của Sony các bác nhé Sony thì luôn luôn đi kèm với độ led Đấy. Sony luôn luôn là led nhất các bác nhé dù sao đi nữa thì dòng 32 inch của Sony luôn nó cũng sẽ được đánh giá cao hơn so với các thương hiệu khác về độ led tuy nhiên thì về phần tính năng của con 32 inch này thì em thấy nó lại hơi chậm hơn so với các thương hiệu khác nó chỉ nhỉnh hơn là phần độ led thôi còn con này thì nó chỉ là dòng internet mà thôi còn ba thương hiệu kia thì chúng ta được sở hữu dòng smart tv rồi con này dòng internet chúng ta có cái hệ điều hành của nó cũng khá chi là đơn giản khi mà chúng ta thao tác những cái ứng dụng vào web hay là youtube thì nó khá chỉ là chậm nếu mà so sánh với các thiệu khác thì chúng nó thì không thể đánh giá được. Đây em thử vào một cái chương trình cho các bác xem. Đây là cái hệ điều hành chính của Internet TV trên Sony. Các bác nhìn nó không giống như Android mọi người nhé. Nó khá chi đơn giản. Các bác vào tất cả ứng dụng này. Chọn tất cả các ứng dụng ở trên màn hình. Thì chúng ta sẽ ra được cái giao diện của Internet TV trên dòng TV Sony. Chúng ta sẽ đợi khá chi là lâu các bác nhé. Nó sẽ quay rất chi là lâu khi mà chúng ta vào thử một cái ứng dụng như YouTube này. Nó quay khá chỉ là lâu bởi vì bởi vì sao dòng internet thì lúc nào nó cũng sẽ không được nhanh như các dòng Smart TV và nó sẽ không cài tải hay là cài thêm được các ứng dụng khác trong kho ứng dụng của Android. Khi mà Smart thì chúng ta sẽ cài được Android các bác nhá. Đấy, chúng ta vào rất chỉ là lâu mới vào được ứng dụng của YouTube. Với giá thành của con này thì 6 triệu 890. Cũng khá chi là cao so với các phân khúc khác mọi người nhá nên các bác có thể cân nhắc mua một trong ba model này. À, trong uh, ba cái bốn cái thương hiệu này để chúng ta có thể uh, sắm cho mình những dòng tivi 30 inch phòng khách tốt nhất. Rồi, rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.